Xin chào các bạn đến với khóa học Docker cơ bản dành cho người bắt đầu. Thì bữa hôm nay là buổi thứ 15. Thì bữa hôm nay tôi sẽ điều dẫn cho các bạn thao tác và làm việc với Docker Distribution. Thì về cái khái niệm Docker Distribution á, thì ở cái buổi thứ hai là cái buổi giải thích về kiến trúc của Docker. Thì tôi cũng đã giải thích qua cho các bạn về cái khái niệm Docker Distribution này rồi. Thì trong cái buổi hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn chuyên sâu hơn về cái khái niệm Docker Distribution, và tôi cũng sẽ đi trình bày cho các bạn cách mà thao tác và làm việc với lại Docker Distribution. Đó thì bây giờ tôi sẽ đi bắt đầu vào cái bài học hôm nay. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái khái niệm Docker Distribution là gì. Thì Docker Distribution thì nó là một cái nơi để mà chúng ta lưu trữ các Docker image. Đó thì các bạn cứ hiểu đơn giản về cái khái niệm Docker Distribution là như vậy. Thì chúng ta có thể sử dụng các Docker Distribution để mà lưu trữ và để mà phân phối và chia sẻ các Docker image. Thì khi mà chúng ta đi làm việc ở ngoài thực tế thì có rất là nhiều bạn làm chung team với chúng ta. Thì khi mà chúng ta build ra được cái Docker image thì chúng ta có thể chia sẻ cái image này cho những cái bạn member khác họ sử dụng. Đó thì đây là cái ý nghĩa của cái việc mà sử dụng Docker Distribution. Thì Docker Distribution thì nó có hai cái kiểu chính là Private Distribution và Public Distribution. Thì một trong số những cái Public Distribution phổ biến là cái Docker Hub. Thì ở các video ở các buổi trước ấy, thì tôi cũng đã hướng dẫn cho các bạn thao tác và làm việc với lại cái Docker Hub này rồi. Rồi ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng những cái Private Distribution khác như là ở trên thằng Azure Cosmic ấy, thì chúng ta có thể sử dụng cái dịch vụ ECA để mà thiết lập cái Private Distribution. Hoặc là ở bên Google Cloud Platform á, thì họ có cung cấp cho chúng ta cái dịch vụ gọi là Canada Distribution. Thì với lại mỗi cái nhà cung cấp cloud á, thì họ đều có những cái Distribution riêng để mà họ cung cấp cho chúng ta. Thì khi mà các bạn đi làm việc ở ngoài dự án thực tế á, thì tùy vào cái dự án, nếu mà họ chọn cái nhà cung cấp nào á, thì mỗi cái nhà cung cấp thì nó sẽ có những cái Distribution riêng để mà cung cấp cho cái dự án của các bạn. Đó thì đây là phần giới thiệu về cái khái niệm gọi là Docker Distribution. Rồi tiếp theo tôi sẽ đi trình bày cho bạn về cái cách mà Docker Distribution nó làm việc như thế nào. Thì đây là cái hình minh họa về cách làm việc của cái Docker Distribution. Thì khi mà các bạn làm việc ở ngoài thực tế thì chúng ta là những cái member với cái vai trò gọi là developer. Thì đầu tiên thì ở cái test thứ nhất thì chúng ta sẽ đi tạo ra một cái test file để mà build ra một cái Docker image. Thì ở các video ở cái buổi trước thì tôi cũng đã hướng dẫn cho bạn là build ra được cái Docker image, và tôi đã hướng dẫn cho bạn tạo ra một cái file gọi là Docker file, và từ cái file Docker file thì chúng ta sẽ đi build ra cái Docker image ở cái test thứ hai này. Và tiếp theo thì đến cái test thứ ba thì chúng ta sẽ đi upload cái Docker image này lên trên các Docker Distribution. Thì Docker Distribution thì nó là nơi để mà chứa các Docker image, và sau đó thì chúng ta sẽ đi chia sẻ hay là chúng ta phân phối các Docker image này cho các bạn member khác, hay là chúng ta có thể chuyển giao cái Docker image này và triển khai lên trên cái môi trường production cho khách hàng chẳng hạn. Đó thì đây là về cái cách mà làm việc với lại Docker Distribution. Đó thì như vậy là hôm nay tôi đã giải thích chi tiết hơn cho bạn về cái khái niệm Docker Distribution và cái cách mà Docker Distribution nó làm việc. Thì ở các buổi tiếp theo là từ cái buổi thứ 16 cho tới cái buổi thứ 18 thì tôi sẽ đi hướng dẫn chi tiết hơn cho các bạn về cái việc mà thiết lập một cái Distribution riêng, và sau đó thì tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn boot hay là upload cái email lên cái Docker Distribution riêng của chúng ta, và sau đó là chúng ta sẽ đi test cái ứng dụng của chúng ta. Đó thì hôm nay tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo.